Hello, xin chào anh em. Trên màn hình anh em là loại bao đựng cần Ve Tao, xuất xứ từ Đài Loan. Hàng này anh em mới về nhá. Chỗ này chỉ có một ngăn thôi, duy nhất một ngăn, nhưng mà đựng được rất nhiều cần. Đựng được từ 5 đến 7 cần vào một cái máy. Đây là ngăn đựng máy này. Đấy, chiều rộng của chỗ này là 20 phân thì có thể đựng được thoải mái một cái máy. Bao da này độ bền rất là cao vì lớp vải rất là dày. Thằng này em đặt theo yêu cầu bên Đài Loan về đấy. Đây nhá. Quai đeo vai này. Đấy. Còn đây là sách tay này, là một thiết kế bằng cao su nên rất mềm mại. Màu sắc là màu bộ đội nên rất là đẹp ạ. Đây. Cần này à, cái bao da này thì cái gì đây? Là tầm 1m2 nhá. Đây có đế ở dưới đáy đây. Nên anh em có thể dựng cần lên được. Dựng bao da lên. Dựng dọc lên cho nó tránh va chạm. Đây khóa này, khóa xịn luôn. Không bị hỏng luôn. Đấy. Rất đẹp phải không ạ? Bao nhiêu tiền một cái này?